Con xin hỏi câu hỏi 14 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, khi con học đường về Phật giới, con hay bị ngáp ngủ. Hiện tượng này của con là sao ạ? Xin bác giải thích giúp con và làm sao để con hết hiện tượng này ạ? Mấy cô hồn, mấy cô hồn luôn cho đọc. Mấy cô hồn á thấy con mà đọc ba cái sách, cái sách thiền này nè, buồn ngủ. Nó nhào vô nó kéo con, nó không cho con đọc. Cái câu đó là sao? Bây giờ muốn đối trị cái đó làm sao? Mở ra cái bài An Di Phật, sám hối và dòng trải mạch nguồn thiền tông. Đều ông con mà nó không ngủ, con đọc thì nghe được cái này thì tự nhiên nó thoát, nó không dám lại gần cái này. Vì ba cái bài này nó có lực phá dương rất mạnh, không có hồn nào dám nhậu. Nó phải để ý trong chỗ này nè. Nhưng mà nó cũng phải nói lại cái này. Có nhiều cái cô hồn á, nó con mở cái máy mà con nghe tự nhiên còn buồn ngủ là khác nữa. Là cô hồn đó, ông bà ngủ thì để tôi nghe, để cho tôi nghe, để tôi hiểu mà, tôi có được, tôi mà tôi chắc chắn rồi tôi xin ông thần trở về đầu thai làm người ông thần cho. Với điều kiện anh phải đồng ý này. Có hai cái trường hợp, một là con nghe con ngủ. Ngủ là gì? Mấy cô hồn á, nó khiến cho con ngủ, nó âm cho, nó đè cho con ngủ đi, để nó nghe. Nhớ ngủ đừng có tắt nha, để cho nó nghe. Mà thứ hai nữa là con đọc sách mà con buồn ngủ, rồi mấy ông dẹp đi. Nó phải hiểu cái này nè, nó hai cái trường hợp chứ không phải ấy. Mình theo cái này rồi mới căn cứ tại sao mà mình đọc sách rồi buồn ngủ, mình tại sao mình nghe cái máy mình cũng ngủ. Nó phải hiểu cái này. Một cái là giúp cho loài cô hồn. Mà chính mình mở cái máy ban đêm mà mình mở nghe là tự mình có công đức. Cô hồn mà nó nghe được, nó trả lời là người mình có công đức, mình đâu có biết đâu. Nghe không? Mình phải phân biệt cái này. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Xin cảm ơn bác ạ.